trời quá đất mấy cái đứa này. Ủa thầy, sao cái này không bắt buộc cả lớp làm vậy thầy? Em bắt buộc thì các bạn làm có vui không? Nhưng em nghĩ cái này là kết quả chung thì mỗi người phải phụ một tay với thầy. Mình cứ làm thì mình muốn đóng góp cho lớp thôi. Còn các bạn phụ thì mình vui, không phụ mình cũng không buồn. Mình cứ làm việc mình muốn làm thôi. Sao đâu chị, tốt thời gian để ảnh hưởng tới mục đích ban đầu mình muốn làm. Dạ, em hiểu. Chắc cũng trễ rồi đó, em về trước đi. Mấy này để thầy lo cho. Dạ. Ê, cái gì vậy? Quà Valentine tao mới mua. Cái gì mua quà Valentine sớm vậy? Thì lần này Tết nó trùng với Valentine. Mà Tết thì đồ của Macallan rất là dễ cháy hàng, nên tao phải mua trước. Thế nào? Ghê vậy? Có gì không có vậy? Cái này là bình dưỡng lấy tóc nè. Còn cái này là body mist nè. Còn cái này là tinh chất dưỡng mi. Ủa? Rồi mấy này mày mua mày tặng cho ai? Đâu có đâu. Tao mua để tao bán lại cho bạn trai của tao. Xong rồi bạn trai tao tặng lại cho tao. Chứ bạn trai của tao đâu có hiểu ý tao đâu. Nên tao mua gì cho chắc luôn. Bạn trai mày mày cũng đem đi bán được nữa. Ôi, tụi mình có ma. Cái gì? Tụi mình có ma hả? Ừ. Sợ ma lắm á. Ma thôi mà, có gì đâu phải sợ. Bị đặt, tụi mình ngầu lắm. Đứa con gái nào mà không sợ ma? Tao không sợ. Nhưng mày không phải là con gái. Tao đâu phải con gái đâu. Mày con gái á. Ê, mày xúc phạm nha mày. Muốn chơi không? Muốn gặp ma không? Bị đặt chứ không sợ, không sợ. Lúc đó đứng nó đái ra quần chứ không sợ. Có mấy thằng gái như mày mới sợ. Tao mày gặp ma này chơi không? Chơi mày. Vậy tối nay tao mày ở trường chơi cầu cơ không? Ủa chắc tao sợ mày à. Chơi. Tao chơi nữa. Ủa sao mày kêu mày sợ ma? Sợ sợ nhưng mà tao tò mò, tao không biết ma nó như thế nào. Rồi bây giờ làm sao để được gặp ma? Cầu cơ lên rồi gặp ma thôi. Ê mà mày, tao nghe nó không biết cầu cơ. Cậu lên là dễ bị nhập lắm á. Mày biết chơi không? Ê, biết. Sợ dữ. Dễ mà. Muốn gặp ma cứ cần cầu cơ lên đọc thần chú là có. Hỡi những kẻ nằm yên bên nấm mộ, hãy trở về đây. Lại lên. Ừ vậy chơi được rồi đó. Ừ, tao mới đọc trên mạng nó bày vậy á. Lỗ mày. Thôi mày bỏ cái ba cái trò ba lát ra xạo mày đi. Tốn thời gian quá. Mày phải tin chứ. Cuộc sống bây giờ là phải tin những điều trên mạng hơn là ngoài đời. Gì? Rén rồi hả? Bắt đầu rén rồi đúng không? Giờ mà lon không? Thử cảm giác mạnh. Hỡi những kẻ nằm yên bên đám mộ, hãy trở về đây vui đùa với chúng tôi. Sẵn sàng chưa? Có gì đâu, thấy không? Bình thường. Chơi sợ gì? Ai mà lon không? Ai chơi mà lon không? Mà lon không? Ê ê. Quậy gì nữa vậy?
Em mới đang đi tập thể dục thầy. Đi học thì là biến học, học xong thì không chịu về. Riết rồi không biết là em có sợ tôi không, chứ tôi sợ em dữ lắm rồi đó. Không hiểu nổi luôn á. Thầy ơi, sống như cuộc sống này á, đôi sinh ra mà hiểu nhau liền không thầy? Mình phải trải qua bao nhiêu kiếp sóng gió, muôn kiếp sinh tử thì mới tìm được tới nhau chứ. Trời ơi, bữa nay mày đặt nói đạo lý tôi nữa hả? Ờ thôi được rồi, mời lên phòng giám thị sớm đi rồi nói đạo lý với tôi. À, mai em đi học trễ nha thầy. Em đi học mà em biết em đi học trễ luôn. Cầm cái lon làm gì vậy? Em cầm cái lon cột cái chân chơi ma lon. À. Ý là em cầm cái lon này em đang áp dụng phương pháp mới tập thể dục đó thầy. Là tập thể dục theo kiểu mà bắt chước theo cái phong tục dân gian của mình á, cái trò chơi chọc chó á thầy. Là sao? Là thầy hiểu không, cái cảm giác mà cái gì mà càng dí mình thì mình chạy nhanh á, em lấy cái lon cột cái chân em cho em chạy tập thể dục cho nó nhanh. Trời, nói chuyện với em tôi nhức đầu quá. Thôi đi về đi, tôi còn về nữa, ám hoài. Dạ. Về đi. Mà mai em lên học chở nha thầy. Thôi mệt quá, đi về đi. Ủa, thầy Khoa, sao giờ này chưa về nữa? Em đang ráng làm cái này cho xong thầy ơi. Lớp mình sáng đèn kìa. Còn ai trong lớp hả? Bây giờ ai mở đèn chơi? Về sao được về? Nè, còn mớ đơn xin nghỉ phép nè, rồi giấy mời phụ huynh. Tôi nói thiệt á, cái lớp của thầy không là in muốn hết giấy của nhà trường rồi đó. Tôi tội nghiệp thầy quá à. Tự nhiên giáo viên mới về mà bắt làm chủ nhiệm cái lớp này. Đâu có thầy, được làm chủ nhiệm. Thôi thầy ơi, thầy nói thì sao chứ. Cái mấy đứa này nó học hành cái gì nó vô đây nó phá. Tôi sợ á, thầy làm chủ nhiệm của tụi nó rồi ảnh hưởng đến cái sự nghiệp làm giáo viên của thầy nữa. Đâu có gì ảnh hưởng đâu thầy. Em thấy em còn chưa đủ khả năng để làm chủ nhiệm á. Tôi nghe thầy hiệu trưởng nói á, là nếu như cái lớp này nó phải có cái thành tích gì á thì mới được giữ lại, còn không thì bỏ luôn. Chứ bây giờ thầy làm ba cái báo tượng vậy thì nó cũng đâu có được cái gì đâu. Thì còn ráng được bao nhiêu thì ráng thầy ơi. Còn 1% để giữ lại cái lớp này em cũng sẽ ráng. Thầy cũng kiên nhẫn ghê ha. À thôi, thầy tranh thủ thầy làm đi rồi về ngày mai còn lên lớp nha. Ôi sao không thấy đứa nào ở lại làm phụ thầy chứ, có thầy làm mình nên vậy? Ôi, tụi nó đi làm thầy ơi. Làm tàu lao thì có. Tôi thấy 4-5 đứa tụ 5 tụ 7 ngoài cầu cơ kìa. Vậy chốt lại, lớp chúng ta sẽ tham gia báo tường và không tham gia các bộ môn còn lại nha. Thầy, em là cái môn đá banh. Tụi em không xuất sắc như Ronaldo, nhưng em được có cái gì hồi cấp cho Messi. Boxing thì không có, nhưng mà nếu mà em thích thì để thầy nhờ thầy giám thị bóc em lên. Ai, em làm đội trưởng cổ vũ được rồi. Ê, tao muốn tham gia thi cầu lông quá. Chị biết đánh không? Không. Ủa, chị biết đánh chứ tham gia chị không có được tham gia. Thầy, em tham gia không là đứng cho thầy. Em có kinh nghiệm đánh cờ lộ, được đào tạo chuyên môn cao thì đứng cầu ngang cũng sớm. Ghê vậy. Nhưng mà thầy cũng lo lắng mấy cái thành viên trong nhóm của em lắm á. Thầy ơi, em muốn đăng ký 7 môn khóa học. Ghê vậy. Ghê vậy. Đâu em có kinh nghiệm gì kể thầy nghe ơi. Dạ không có, em coi trên mạng, em thấy trên mạng làm được là em làm được. Trên mạng có chỉ làm giàu, trên mạng làm giàu được là em làm giàu được.
em cũng vậy. Em tham gia báo tường luôn hả? Dạ không, em cũng dướng mắt giống Mi Vũ vậy á, chứ em không có tham gia báo tường. Tụi nó có cái gì kìa? Mình cũng có gì chứ? Tao có chuẩn bị nè. Hả? Ê, 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 cho mượn nha. Ê, nó có chữ cứu lên. Mình không có hả? Nó còn to hơn mình nữa. Ê, ê, mình có chữ cố lên này nè. Để mình cố vũ đi. Tại chiến thuật gì mà nó mang cái trái địa cầu ra đó làm sao vậy? Ê, mày đi đá banh mày chậm hơn trái địa cầu kia vậy? Mà tao bữa tao kiếm không ra, giờ tao lên đây tao nhờ tụi mày kiếm giùm. Nè nè, nhà bà Nga nè. Đúng không? À, nhà bà Nga, nhà bà mở quán bar đúng không? Ê, mày chừng nào mới đá mày? Ngồi đi chơi đi, khi nào tao kèn mình vô. Vô em tưởng kiếm ra nhà mày cái gì kiếm. Ui, ơi, gái. Ui, em ơi. Anh nè, anh nè. 12 3. Cố lên 12 3. Cố lên 12 3. Cố lên 12 3. Cố lên em ơi. Anh cổ vũ cho lớp em á. Anh nè. 12 3. Cố lên 12 3. Cố lên. Tôi không biết gió nè. Thầy tin thầy nó không thầy? Dạ, đang tin. Ráng tin chứ sao vậy? Ê, thầy tin tụi nó lắm á, tụi mình cũng phải tin. Nhưng mà thầy cũng nghĩ tới cái kế hoạch sao thôi đậu quê rồi em ơi. 12A3, cố lên 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 gôn thì sao ghi bạn? Sao thể hiện? Mày ghi bạn, mày ghi nhà, đổ bạn mất gì mày ghi vô nhà mình. Mày biết tao tập cách ăn mừng là từ tối hôm qua không? Và chiến thắng hôm nay thuộc về đội 12A10. Ê, tính ra lớp mình nó giỏi ha, không một vết xước luôn. Trừ cái pha bán độ của thằng An ra thì lớp mình cũng chiến thắng hoàn hảo.
biết lớp bà đá, tôi kêu mọi người nhân nhượng chút, mà ai ngờ sát sinh quá à, đá vô liên tục luôn. Chắc buồn lắm ha. Mới môn môn đá nghe dễ, giỏi môn nào thì mình vui môn đó. Ví dụ như lớp bạn thì giỏi văn sử địa, nhưng mà nói về thể thao văn nghệ sao qua lớp tôi. Để tôi hát cho Linh nghe một bài nha. Ê nhỏ lớp trưởng, có chuyện gì không nhóc? Tới thứ bảy tuần này Linh có bạn cái gì không? Nếu không thì tụi mình đi đá banh nha. Cười ít thôi. Ý tao là quê thì cười ít thôi, chứ tụi mình thắng mà cười lớn lắm rồi. Chưa thi xong chưa biết ai thắng đâu. Đúng rồi. Yeah. À. Mai tao mua địch cầu lông nè mày. Ủa chị có đăng ký hả? Có chứ. Ủa chị biết đánh không? Tối qua mới xem trên mạng, dễ mà, miễn sao đánh trúng cái cầu là được. Vậy em đăng ký bơi, miễn sao đụng nước là được. Đúng. Đi. Đi. Em đăng ký đá cầu, miễn sao cầm cái cầu là được. Dữ dữ nha. Tối hôm qua xem kỹ lắm. Hèn chi nhìn chuyên nghiệp quá à. Sao chú sao? Trận đấu cầu lông giữa 12 2 và 12 10 xin được phép bắt đầu. Trận đấu bắt đầu. Một không. Chấp thôi. Giao cầu đi em ơi. Hai không. Nhường cho mấy hai luôn. Chấp á. Ba không. Bốn không. Ủa em chưa phát mà thầy. Vậy mà em phát cầu. Bốn không. Bảy không. 13 không. 13 không. Em ơi, có biết được chơi không vậy? Ba ơi. Vẽ tiền đi, vẽ tiền đi. Ở đây trường học, ở trường. Bây giờ mình phải còn vẽ tiền nữa mới được tế. Mọi người tế hiểu không? Trời ơi. Em nói mọi người nghe nè. Mình là tập thể mà cứ cãi nhau vậy không có làm tao đau đâu. Tao thấy Ngân nó đúng á. Mà mình là tập thể, không thể nào vì cái đôi cá nhân mà ảnh hưởng tới tập thể được. Mọi người có đồng ý với tao không? Được. Tốt, vậy giờ lấy ký của tao đi. Không, anh nhìn hết đúng rồi. Thôi được rồi, mọi người tin em không? Ở đây em là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người có tâm nhất. Em sẽ đưa mọi người đến chiến thắng. Đúng, tao tin Ngân. Tao tin nó. Chị tin em. Tốt, vậy giờ mình chơi quảnh thù xì đi. Ai thắng lấy ý kiến người đó. Tính ra đây ai không tin mày luôn á, chỉ có bản thân mày không tin mày á. Yes, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong tờ báo tường. Ê đừng đụng vô, còn ướt á. Để đó em giữ cho, mọi người cứ yên tâm ơn em. Ok luôn. Ê, báo tường lớp 12A10, nhìn đẹp quá vậy. Đúng là mấy đứa quậy, khéo tay thiệt. Chiến này nó hơn lớp mình chắc rồi đó. Như vậy là sao không á? Bọn quay không đem về nhà hả?
hôm qua nó còn ướt nên em phơi lên nên em chưa mang về được. Trời là trời, công suất của mọi người đó trời. Rồi giờ làm lại sao kịp nộp. Trời có điên không á chứ. Em xin lỗi mọi người. Bây giờ xin lỗi là xong hả? Giờ tao xé nát đó. Giờ mày làm lành lại được không? Thôi nó xin lỗi rồi mà, sao bảo chịu qua cho nó. Ủa xin lỗi là xong hả? Giờ nó có lỗi, nó xin lỗi, tao không tha lỗi cho nó. Vậy tao là người xấu hả? Thôi khỏi đi, đừng có thi nữa. Khỏi thi luôn đi, tốn thời gian làm lại có kịp đâu. Làm lại không có kịp. Nó báo tàu bị hư hết trơn không? Dạ thầy, lỗi của em. Rồi bây giờ làm lại kịp không? Dạ chắc không. Sao tới giờ? Ủa? Mà cả lớp không ai phụ em hả? Chắc mọi người giận em hết rồi thầy. Cái lớp này sao vậy? Tới tiết rồi có lát đát vài đứa. Bộ định cúp học tập thể hay gì? Nói. Hồi nãy tụi nó trong này lu bu lắm thầy. Nó sồn 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 lên trong này nè. Mà giờ tụi nó đi hết rồi. Em cố gắng cản mà cản không được. Tụi nó đi hướng nào? Dạ hướng Tây Bắc đó thầy. Thầy ơi chờ em chờ mặt em đi với thầy. Em chỉ để mà em lộ mặt ra nó quýnh em chết. Thầy. Ủa Hân, làm gì đó? Làm gì cậu ta, mệt ghê, hổ hoại. Hồi lát đặt mày vừa. Ủa thầy? Làm gì vậy? Làm gì cậu ta, hổ hoại luôn trời. Em làm báo tường. Làm báo tường gì nhỏ xíu vậy? Giờ làm phiên bản nhỏ vậy mới làm kịp, chứ làm phiên bản lớn sao kịp thầy. Mệt ghê, giờ lớp này làm cũng nói, không làm cũng nói nữa. Đồ tâm ăn rồi đó, vẽ cho đẹp vô. Nhưng mà em không biết vẽ, em vẽ xấu lắm. Tao điều tra rồi, mày vẽ đẹp nhất lớp. Giờ mày muốn vẽ hay muốn ăn đập? Nhưng mà... Bây giờ tóc đẹp quá. Đang làm gì đó? Dừng lại. Muốn mời phụ huynh hẹn thầy khi khác. Em đang làm bố tường. Không, đáng lẽ ra là thầy không có ý mời phụ huynh em. Nhưng mà em nói chuyện với thầy vậy hả? Em đang bận làm, hẹn thầy khi khác. Bao nhiêu hậu quả thằng này chịu trách nhiệm. Hiệu trưởng ơi, kêu công an bắt nó đi, em chịu hết nổi rồi. Bây giờ quá trời luôn. Giờ mình chọn cái nào này? Mình làm chủ yếu là tập thể. Cái nào tốt cho tập thể thì mình chọn thôi. Đúng. Tốt, vậy chọn cái của tao. Không, à, tao thấy hết đúng rồi. Em nghĩ á, mình cần một người lãnh đạo có tính quyết định cao. Em sẽ dẫn dắt lớp thành công. Thôi mày im mẹ đi. Bắt ảnh tù tì nữa hả? Sao cả lớp mình không thử kết hợp lại? Đỡ phải suy nghĩ. Đoàn kết tạo nên sức mạnh. Ý kiến của thằng này hay nè. Ý em là ý kiến của thầy rất hay. Mấy cái tờ
tờ báo tường nhỏ này, tụi mình sẽ dán vô cái tờ này thành một cái tờ báo tường lớn. Khi nào làm xong rồi, tụi mình sẽ giao cho Châu Ngân. Mọi người tin tưởng em luôn hả? Dĩ nhiên là không rồi, giao cho mày để mày đem phơi thôi. Nhớ là một lát phơi chỗ nào nằm trong tầm kiểm soát của mọi người nha. Tinh thần thi đấu của lớp mình rất là tốt, không một vết xước, chỉ trừ một tình huống phi thể thao của Ngàn. Riêng phần báo tường, lớp được giải nhất là 12-3. Chúng lớp mình ghét nó mới đau chứ. Nhưng mà nó nói đúng. Đúng rồi. Trời ơi. Tuy là lớp mình báo tường không có được giải nhất, nhưng mà lớp mình được giải quán quân. Lớp 12A3 không có tội. Vì thành tích của lớp ta khá là tốt, nên là cứu được lại một chút danh dự, nên là lớp chúng ta vẫn được tiếp tục tồn tại ở trường. Nên là học kỳ tiếp theo các bạn phải cố gắng hết sức nha. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta ăn tôm. Thầy có Tết đến năm mới rồi, thầy có muốn chúc mọi người cái gì không thầy ơi? Tết đến năm mới thì mọi thứ sẽ mới. Chúc mọi người tất cả đều mới và mọi thứ đều mới nha. Yeah. Ôi. Hello. Hello. Chúc mọi người là năm mới vui vẻ, năm mới dành thời gian coi phim của BL nhiều và là sẽ luôn vui vẻ và có thật nhiều niềm vui nha. Và trong năm mới này mong mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ các sản phẩm của BL. Thì năm mới thì em cũng chúc mọi người luôn vui tươi, hạnh phúc và đặc biệt nhớ Tết, nhớ xem Quá Trời Quá Đất nha mọi người ơi. Tất cả các sản phẩm BL luôn. Xong rồi hả? Ủa chúc vậy là chúc gì hả? Chúc gì không có tâm gì hết vậy? Có biết nói chuyện không? Biết nói chuyện không gì trời?
Hiếu, Tết đến xuân về muốn chúc mọi người gì không Hiếu ơi? Nhân dịp Tết đến xuân về, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, tiền vô như nước, tiền ra rõ nhỏ, nhỉ dọn. Hiếu à, Hiếu là người bị tay chân miệng nha mọi người, là tay chân rung là miệng nói không được. Hello chị Makeup, Tết rồi mọi người, chị Makeup có muốn chúc mọi người xem phim của mình như thế nào không? Chị không biết chúc gì hết, nhưng mà chúc mọi người năm mới ăn Tết vui vẻ. Hello người đẹp. Hello mọi người. Năm mới em không có gì hết, em chỉ chúc công ty mình sớm đạt được nút bạc trên kênh YouTube nha. Phim Quách Giờ Quá Đất trên điện thoại view. Em chúc anh em năm mới vui vẻ. Hello rồi Khánh có muốn chúc gì không Khánh? Chị tay chân miệng nữa rồi. Thì năm mới em không biết chúc gì hết, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Tháng năm BL phát triển, mua thêm máy để ok. Thiếu gì? Sao vậy anh Tiên? Ôi cái máy không có gắn khó kiểu đó rồi anh Tiên, không có gắn khó vậy đâu. Máy là... không thể mua được nhiều sức khỏe quá. Có nhiều sáng tạo hơn. Là luôn mang mang sự trẻ trung năng động. Anh nhìn mấy quay này nhìn hay vậy. Chúc mọi người năm mới thắng chứ không có thua, vui chứ không có buồn, giàu chứ không có nghèo, và mọi chuyện đều suôn sẻ. Và chúc bản thân em sang năm cũng suôn sẻ. Thì gần tới Tết thì em muốn chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, và lúc nào cũng sôi nổi và năng động. Mong sang Tết chị Hân đừng chửi em nữa. Chúc tất cả thành viên team BL có một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. Chúc khán giả luôn theo dõi BL có một năm mới tràn đầy năng lượng để có thể theo dõi BL. Sao mặt nó năng lượng dữ vậy? Mặt năng lượng cái gì vậy? Thôi, tập trung đây nè. Lỗi thục vô hay gì vậy? Năm mới thì Phúc chỉ muốn chúc mọi người là càng ngày càng sức khỏe càng nhiều, để dành thời gian coi VN Media tụi mình những tập phim mới nhất. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người năm mới vui vẻ. Rồi, mặt bên đầu rồi. Đấy rồi. Chúc mọi người năm mới đẹp trai giống anh. Ủa xong rồi, chúc Tết xong rồi đó. Mọi người, mình có thể là cầu tiền hay là cầu danh vọng hay gì đó. Thôi mọi người đừng cầu gì hết á, mọi người chỉ cần cầu được đẹp trai giống anh là được. Tưởng đâu mấy ngày đấy, mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho 3, 4, 5, 12 xin tí dí em nó quay hết vậy em.